À, em Hà là hiện tại là ở tỉnh nào? Em ở Ninh Bình anh ạ. Ừ. Rồi hôm nay em kết nối là để thay mặt cho một người để kiếm người thân phải không ạ? Dạ vâng ạ. Ừ. Là người đó là tên gì và sinh năm nào em? À, chị em tên là Thoa. Thì chị có anh đích đấy là hai người quen biết nhau thì cũng có quan hệ tình cảm một chút ấy. Là giữa hai người là có một đứa con. À có vậy là có tình cảm một chút mà có đứa con à. Vâng. Thì chị cũng là chị em thì cũng là hơi quá lứa ấy, thì cũng là muốn kiếm đứa con để nương tựa sau này. Vâng. Thì hai người cũng có quan hệ nhưng mà khi mà có con thì anh này anh ấy lại chuyển đi một nơi khác, chỉ biết quê ở Nam Định thôi chứ còn cũng không biết ở huyện nào. À, biết anh đích đó là ở ở Nam Định. Vâng ạ. Ừ. Rồi vậy vậy sinh em bé ra là năm nào em? Em bé sinh năm 2009 ạ. À, 2009. Ừ. Vâng. Em không để cái máy cố định mà em đưa đi đâu vậy? À, em đóng cái cửa đi ạ. Vâng. Rồi, vậy là hai người quen biết nhau là quen biết ở tỉnh thành nào? Quen biết ở đâu? Quen biết ở khu phố 8, Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa anh ạ, khu Dốc Xây. À, quen biết ở Thanh Hóa. Chị Thoa là tính ra độ tuổi là năm nay là bao nhiêu rồi em, và sinh năm nào em? Thì Thoa là sinh năm 1970 ạ. 1970. Vâng. À, có quen với anh Đích và có nghe thông tin về anh Đích đó là trong gia đình có ai kèm theo nữa không, hay là chị biết là anh Đích thôi? Anh Đích đấy thì theo như là em được biết thì anh ấy có con rồi, vợ con ở Nam Định và anh ấy là vào trong khu Dốc Xây thuê nhà ông Chất để ở, để nghĩa là con trai ngày đấy bảo là làm bên thu mua gỗ để làm giấy ạ. Thì anh ở đấy để anh ấy kiểm kê xe ra xe vào. Vâng. Và anh cũng đã về hưu. Đấy thì đấy là cùng ở với anh là có một cái anh tên là Dương. Anh Dương cũng cùng quê Nam Định là cũng làm cùng anh ấy. Thì sau khi hai người quen biết nhau và cũng có quan hệ thì chị có bầu thì chưa kịp nói thì anh lại chuyển đi nơi khác và ngày đấy thì số điện thoại không biết. Anh và nhờ chương trình cũng mong muốn là cũng xuất phát từ cái tình thương đối với cháu đấy thì cũng muốn cho cháu nó biết về nguồn cội của cháu về và Rồi. cháu nó khỏi tủi thân. Rồi, ok. Rồi Túc Vị sẽ cập nhật, rồi có ai lên tiếng thì Túc Vị báo cho chị biết nha. Rồi cho Túc Vị vài tấm hình của cháu trai đó đó. Vâng thì em sẽ gửi cho anh ạ. À. Dạ vâng ạ. Rồi Có cái thông tin như thế nào thì cũng rất mong anh và cộng đồng cũng chia sẻ để gia đình sớm tìm được cha đẻ cho cháu. Năm nay cháu là 15, 16 tuổi đấy ạ. Vâng. Thì cũng thay mặt chị cũng là chị cũng sẽ cảm ơn hậu tạ những người đã có thể là tìm ra được thì cái cha cho cháu thì khoản cũng là một chút thôi ạ, thì khoảng đấy là 10 triệu anh ạ. Vâng. ok. Đấy thì không biết cái em cũng không biết thấy chị nói vậy. À, không Vâng. sao đâu. Ừ, việc này thì Vâng. để cho ai đó mà có biết thì người ta đi xác minh giùm cho mình để dẫn đến cái thành công thôi, chứ còn là con người là trên Thì hơn cũng nữa, chương trình cũng không có bắt buộc là phải nhiều này kia đâu. dạ vâng ạ. Thì cũng rất là cảm ơn chương trình. Có một chút đấy thì là gọi là tình cảm. Đấy, biết ơn. Dạ. Tâm hoa vâng ạ. Rồi vậy nha chị nha, rồi chị xin chào nha, rồi có ai lên tiếng thì Dạ vâng. Túc Vị báo Vâng. cho chị biết. Cảm ơn. Rồi bye. Dạ vâng ạ. Rồi. Vâng ạ. Thì trước tiên Dạ. là anh cho em biết họ tên đầy đủ của anh và hiện tại anh đang ở tỉnh thành nào. Anh tên là Lê Hồng Nam. Anh hiện đang sinh sống ở Sài Gòn ạ. Dạ. Và hôm nay anh Nam kết nối là để kiếm ai anh ạ? À?
À, hôm nay anh kết nối để tìm cô anh Lê Thị Nữ ạ. Lê Sinh Thị năm 1948 ạ. dạ Lê Thị Nữ 1948. Là trước đây thì cô nữ thất lạc trong cái hoàn cảnh thế nào anh? Thời gian đó thì trong cô thất lạc trên tàu hạm đội Hoa Kỳ. Ở đâu anh? Trên tàu ở tại ngoài biển cạn cửa Việt em ạ. Cảng cửa Việt của tỉnh nào anh ha? Tỉnh Quảng Trị á. À, và cái tình tiết lúc đó diễn ra như thế nào anh? Cho anh xin kể lại thì trước đây gia đình cô sinh sống trên một chiếc thuyền địa chỉ trên sông Cửa Việt tỉnh Quảng Trị thì vào tháng 12 năm 1968 trong lúc thuyền đang đánh cá trên sông thì bị không may mắn gặp một quả ngư lôi nổ. Khiến năm anh em cô tử vong trên thuyền. Rồi qua tháng 4 năm 1969, cô nữ đang trên đường chèo thuyền đi đánh cá thì bị một tàu hải quân Mỹ bắn nhầm khiến cô rơi xuống nước. Dù cô bị thương nhưng cô vẫn cố gắng bơi vào bờ. Khi bơi gần đến bờ thì tàu hải quân Mỹ pha đèn phát hiện và vớt cô đưa cô về đồn Cửa Việt sơ cứu vết thương. Trong lúc băng bó vết thương thì máy bay trực thăng của Mỹ đáp xuống và chuyển cô ra ngoài tàu hạm đội Hoa Kỳ đầu ngoài biển tỉnh Quảng Trị ạ. Rồi mất liên lạc cho đến nay luôn anh hả? Thì kể từ ngày hôm đó cô thất lạc gia đình mãi đến nay luôn ạ. Rồi vậy anh cho em biết tên của những người trong gia đình đó để nếu cô có nghe được thì cô có thể nhận diện ra đó là gia đình của mình đang kiếm. Ba của cô Lê Văn Ân, mẹ của cô Trần Thị Chức, chị của cô Lê Thị Hạnh, Lê Thị Trấn, Lê Thị Nhài, Lê Thị Ngắn, Lê Thị Cụt, anh của cô thì Lê Văn Cường, Lê Văn Ngạnh, còn em của cô thì Lê Văn Phường và Lê Thị Di. Trong câu chuyện của anh á thì em nghĩ nếu cô bình an á thì là chắc là nghe kể câu chuyện thì cô cũng đã biết câu chuyện của cô. Nhưng mà rồi chúng ta đặt ra cái trường hợp ví dụ như là cô mà có lớn tuổi, có trăm tuổi ví dụ như vậy thì con cái của cô thì có thể là trước đây có nghe mẹ kể như vậy đó thì có thể là để nhận diện ra. Thì cũng hy vọng rằng là sau cái lần đó thì cô vẫn còn bình an và đang còn sinh sống đâu đó. Thì rồi có ai lên tiếng về cái câu chuyện của anh thì em sẽ kết nối cho gia đình, cũng cầu ơn trên là cô đang còn mạnh khỏe. Thì để kể ra là vừa rồi theo Tuấn Vĩ có hỏi bên anh là lý do sao cô không về á thì lúc đó do tình duyên của cô bị lận đận không được may mắn vì vậy nên ông bà nội trách mắng. Song song đó trong khoảng thời gian cô bị thương trên tàu thì vết thương cô nữ được những người y tá lính Mỹ chăm sóc chu đáo, khả năng nên cô đem lòng thương yêu người lính Mỹ và kể từ đó là cô không thể tìm về gia đình và thất lạc từ đó đến bây giờ luôn Tuấn Thủy ạ. Rồi em hơi thắc mắc một điều là vậy cái khi mà cô bị thương và
mọi việc nó diễn ra như vậy đó, thì là anh nghe ai kể lại trong lúc đó, là cô mất tích từ đó, thì ai kể lại cho anh nghe cái điều này? À, khi đó thì có ba anh kể lại thì thời gian đó thì có bà nội có ra một lần thì họ vẫn chỉ người lính Mỹ họ chỉ đi quân thôi, họ không cho. Rồi lần thứ hai bà nội ra lại tiếp thì bà nội mới mới lên lầu 3 say sóng nên bà nội quay về lại. Thì lần thứ ba thì nghe nói cô hiện giờ đang ở trên lầu 7 á. Thì hôm đó cô bà nội đi thì say sóng tiếp, rồi bà nội mới lên lầu 4 say sóng là bà nội vào luôn. À, cho nên từ cái ngày tàu hạm đội của Mỹ mà rời khỏi vùng biển Quảng Trị là cô nữ đã thất lạc từ đó. Dạ, yeah. Ý ý em muốn nói ở đây đó là cái tình tiết diễn ra với cô nữ đó, thì là nghe ai kể lại mà gia đình mình biết ở đó mà để mà đến mà kiếm á, biết cô bị thương rồi, biết mọi việc nó diễn ra như vậy, rồi nghe ai nói mà gia đình mình tới được á? Tại vì hồi đó có một người khác thôn của bên anh á, thì họ cũng nằm ngoài tàu hạm đội, thì họ nói cô nữ đang trên tàu á, À. giờ trên lầu 7 á, thì từ Dạ. đó bà nội mới ra. Dạ. Ừ. Rồi, đúng đúng rồi. Ý em muốn hỏi là cái chỗ đó đó là có nghĩa là có hàng xóm biết được câu chuyện này mới về mới nói với gia đình mình đúng không ạ? Dạ 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 đúng rồi dạ dạ. Tuấn Vĩ ạ. Dạ dạ. Ok anh, rồi em đã nắm được cái nội dung vậy rồi. Thì cũng cầu ơn trên là cô nữ vẫn còn mạnh khỏe, rồi đủ cơ duyên, rồi có ai lên tiếng thì em sẽ kết nối cho gia đình mình. Gia đình cũng xin cảm ơn cộng đồng mạng và chương trình Tuấn Vĩ cố gắng giúp đỡ chia sẻ để gia đình tìm được người thân. Nếu ai biết được thông tin cô nữ thì gia đình xin hậu tạ 1.000 đô và ủng hộ chương trình Tuấn Vĩ 1.000 đô. Dạ, rồi cảm ơn anh nhiều. Rồi chúc sức khỏe anh nha. Rồi, cho em cũng xin cảm ơn cộng đồng mạng và chương trình Tuấn Vĩ ạ. Dạ dạ ok rồi, chào anh. Rồi, cảm ơn Dạ Tuấn dạ Vĩ. dạ rồi, trước tiên là chị cho em biết tên của chị ạ. Chị tên Vương Thanh. À, chị Thanh là hiện tại là ở tỉnh nào? Chị ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. À, Bình Chánh. Dạ rồi, hôm nay là chị Thanh kết nối là để kiếm ai chị? Kiếm người chị bị thất lạc hồi nhỏ. À, chị của chị tên gì và sinh năm nào? Hồi nhỏ ở nhà đặt tên Cưng. Mất năm 70. Chị sanh năm 68. À, về được 2 tuổi. 2 tuổi mấy? 27 tháng. Dạ. Và hồi đó là mất liên lạc và mất mất trong trường hợp như thế nào chị? Tức là cuối hồi tháng 11 năm 70 á, buổi chiều đó khoảng 4 5 giờ chiều, người chị thứ tư, người anh thứ năm dắt chị đi vô một cái hẻm mua kem ăn, rồi chị đòi cái gì đó rồi không chịu, không không cho, anh chị không cho, rồi để chị trong đó một mình, rồi anh chị đi về về nhà má chạy mà cho má hay, thì má vô là thấy mất tiêu luôn, kiếm không được. Trời ơi, sao anh chị mà hư quá vậy? Sao mà anh Dạ, chị mà để cho em mình lúc trong đó thì hẻm cũng vậy trời? lúc đó anh chị cũng 5 6 tuổi à. Dạ. Vậy là dẫn đi mua kem ăn, rồi là rồi để em ở trong hẻm rồi đi về. Trời ơi, thiệt. Vậy là mẹ ra là không thấy Hẻm nó nữa. cũng gần nhà thôi chứ không xa. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp. Lúc lúc hai anh chị đi về má chở vô là trong vòng có 15 phút thôi. Dạ. Và cái địa điểm thất lạc của năm xưa là thuộc Là nó trong một cái hẻm 417, hồi xưa là đường Thành Thái, phường phường 23 quận 5, bây giờ là phường đường An Dương Vương, phường 3 quận 5. là em gái hả chị ha? Gái. Dạ, ở nhà kêu bằng cưng. Dạ.
Má nói Xin hồi xưa trong mấy chị em là chị lanh lắm, mỗi lần mà ba má đi đâu á, chị đứng trên cái ghế chị nhúng nhúng núng, chị cứ kêu rồi 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 chiếm đi, rồi 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 ché ché đi, rồi kêu ba má bằng ché chiếm á. Thương quá Dạ. ha. Thế bây giờ thì chỉ có cập nhật lên cộng đồng rồi, trong cộng đồng có ai nằm trong cái hoàn cảnh đó thì người ta nghe được, có thể là đôi bên đối chứng với nhau về cái tình cảnh năm xưa rồi xét nghiệm ADN với nhau. Dạ, cũng hy vọng là cái người mà giờ ảnh chỉ đi á, biết mà nói lại cho chị biết hay hồi nhỏ làm sao vậy đó. Cũng hy vọng là gặp lại. Tại vì cũng có nhiều người nói sao đi ngoài đường cũng thấy một hai người giống chị. Cho nên không biết có chị em hay không. Muốn lại hỏi người ta mà cũng ngại không dám hỏi. Nếu mà cái chuyện đó xảy ra thì nó cũng hy hữu lắm, bởi vì nó vật Giờ đổi sao người giống dời người mà, cũng người nhiều. người giống người là chuyện bình thường. Rồi đối với em của chị thì có cái đặc điểm gì không, Đó là chị của chị. chị của chị có đặc điểm gì khác người không chị? Hồi hồi nhỏ lúc đó là chị mặc bộ một bộ đồ màu hồng nhạt, với lại má nói là trên bả vai của chị có một nốt ruồi, không biết bên trái bên phải gì quên rồi. Bây giờ thì thật ra về cái việc đó thì cũng nó hơi vô chừng lắm, khó căn cứ, không có căn cứ điều đó được. Đúng rồi. Ví dụ như Nếu chẳng hạn như mà gặp thì cũng phải thử ADN coi có phải chị em hay không. đôi khi có một cái thẹo chà bá đó mà nhiều nhiều người còn giống nhau về cái thẹo, mà nói chi cái chuyện là một ruồi nhỏ xíu. Đúng rồi. Lớn nhiều khi cũng thay đổi Đó nữa. thì chỉ là cái xác nhận ban đầu để chúng ta có một cái niềm tin để đi đến ADN thôi, chứ còn phải là ADN hết á. Với nhà chị cũng có một trường hợp anh họ ảnh bị đi kiểu là anh cũng hơi bị lãng trí rồi đó, đi lạc cũng 3 4 năm rồi không tin tức. Anh cũng bốn cũng bảy mấy tuổi rồi, Cũng cũng con của ảnh cũng có đăng vô liên lạc với anh đó mà không thấy comment, cho nên nó nói không biết sao. Vậy sẵn thì chị đọc tên ảnh luôn chị, cái anh mà Nói đi đi luôn lạc đó. ảnh tên là Lý Nguyệt Đức, Lý Nguyệt sinh Đức. năm 1951. Ảnh bị đi lạc năm 20, 2020. khoảng tháng 11, tháng 12 gì đó, là gần Tết rồi đó, gần cuối năm. Ảnh đi mà trong cái tình trạng ảnh hơi bị lãng trí, hơi quên quên rồi. Tại vì ảnh cũng đi mấy lần không biết đường về, đi đón ảnh về á, mà lần này kiểu đó bữa bữa đó là vợ con ảnh đưa cháu ngoại đi bệnh viện, cái ảnh ở nhà ảnh trốn nhà, đi đi ra ngoài không biết đường về luôn, rồi cũng đi tìm mấy chỗ mà người ta nuôi người già này kia đó, hỏi cũng không có, cho tới bây giờ Mà luôn. Hy khi vọng là như là ai có gặp ảnh hay là biết ảnh còn mất hay không gì đó. Và khi thất lạc là thất lạc ở địa phương nào chị? Ở gần chợ chợ Hưng Long, xã Hưng Long, Bình Chánh. Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2020, nay 4 năm rồi. Là cũng 4 năm rồi, ảnh Rồi. đi năm nay cũng bảy mấy rồi. Vậy hồi chỉ gửi cái hình của chú qua đây. Gửi cái hình của chú qua đây thì Tuấn Vĩ sẽ cập cái nhật cái hình của chú lên, thì mong ở trong cộng đồng là có ai cứu mang chú, rồi hoặc là có ai biết được cái tung tích của chú thì có ai lên tiếng về cho hai trường hợp của chị thì em báo cho chị hay. Tên của ảnh ở nhà bên bên gia đình em thường gọi ảnh tên Tiết, còn bà xã của ảnh gọi là ông Đức. Nhưng mà rồi cái nhận thức của ảnh, ví dụ như hỏi tên của những người trong gia đình thì cái thời điểm đó thì tinh thần của ảnh là sao? Ảnh có nhận thức được tên của những người trong gia đình không? Chắc em nghĩ là ảnh cũng phải nhớ một hai người á, Chỉ đọc không luôn nhớ giùm hết em. thôi, con cái là ảnh không biết chữ, Chỉ chỉ đọc biết tên được của những tên của ảnh thôi. chỉ đọc tên của những người trong gia đình giùm em, đọc tên vợ con này kia. Con của ảnh tên là Lý Nguyệt Hoàng Yến, Lý Nguyệt Hoàng Khanh,
Vợ của ảnh là Nguyễn Thị Tuyết Hoa. Dạ. Dạ. Rồi, ok chị. Rồi có ai lên tiếng thì em báo cho chị hay về hai trường hợp Dạ. của chị nha. Dạ, mong cộng đồng mà có tin cũng báo hay có gì hơn, nếu mà chính xác thì sẽ hậu tạ cho mỗi trường hợp 5 triệu. Dạ, ok chị. Dạ. Dạ. Rồi, để chào chị nha. Có gì em báo chị hay nha. Dạ, Dạ. để ba gửi cái hình của anh ảnh qua cho Dạ. anh. Dạ. Dạ. Dạ Bye bye rồi. chị.